cảm xúc của nắng khi bị bóc phốt trong group là phốt đi hả? Trời ơi, mình nhìn thấy cái đấy rồi, tức là đây, kể cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện đó là như thế này. Xong mình cũng sẽ giải thích luôn là lý do tại sao. Thì hôm nay á, vào một ngày đẹp trời, mình thấy có một cái thông báo là có bài đăng trong group của mình. Group của mình là group social. Sau rồi là mình vào, mình thấy có một bạn vào đây cáp cái ảnh, có một ai đấy cáp lại cái livestream của mình vào đăng một cái group khác, và cái group đấy tương tác rất là cao. Đấy, xong rồi người ta đăng vào, người ta bảo mình là không phải body Samsung đâu, nhưng mà cho hỏi là bây giờ tiêu chuẩn để làm idol là gì thế? Đấy, thì tức là cái ảnh đấy là các bạn hiểu là cáp ở cái giai đoạn mà trông mình xấu nhất, số đau số đớn luôn, kiểu như là vừa nói vừa há mồm ra ấy các bạn. Đấy, thì là chụp cái đoạn đấy xong rồi đăng vào để hỏi mọi người. Thì mình rất là tò mò, tại vì mình thấy là có tận 10k lượt click với cả 800 comment hay sao ấy. Thế mình không biết là người ta nói cái gì, mình biết là kiểu gì cũng chê rồi. Tại vì cái post đấy là cái post mà kiểu chê mình mà, thì chắc chắn là mọi người sẽ không khen rồi. Thế mình tìm, mình cũng không biết group đấy của ai nữa cơ. Đại khái là của một streamer nào đấy, hay là group game hay gì gì đấy. Thế mình vào mình mới tìm, mình tìm group đấy, sau rồi mình xin được vào group đấy. Đấy, thì đâu khoảng tầm vài tiếng sau thì mình được accept. Mình vào mình lướt, mình không thích cái ảnh đấy đâu nữa. Kiểu như là admin đã nhìn thấy mình và nhận ra mình, xong rồi là xóa cái bài đấy đi rồi sao. Chắc là cái bài đấy có nhiều comment chê quá nên là sợ mình đọc được hay là gì gì đấy nên là xóa đi mất rồi. Thì mình cũng thẳng thắn lắm, mình vào mình xem mọi người đọc cái gì thôi, mình cũng chả có ý gì cả. Nếu mà người ta chê thì mình thì ok thôi, chả sao, tại vì cái ảnh đấy trông nó cũng xấu thật, các cái đoạn xấu thật, cãi làm sao được đúng không. Thế mình vào mình mới, mình rất là tò mò không biết mọi người nói gì. Mình cũng nghĩ là không biết là mình đọc xong thì mình liệu có comment cái gì không, hay là mình thôi mình chỉ đọc xong mình đi ra thôi. Thế bảo mất mẹ luôn, không thấy đâu cả, mình tìm mãi không thấy cái bài ẩn bài với mỗi nắng á. Thế ẩn với mình à, thế là vẫn còn à, mình tìm không thấy đâu cả. Bây giờ mình cũng chả có gì phải sợ cả, đến cái mức mà phải phải dùng acclon hay là cái gì vào xem đâu, mình cứ vào xem bình thường thôi. Thế xong rồi cũng có một bạn hỏi mình, cũng có một bạn hỏi mình ở trên Instagram là tại sao kiểu mình lại hay làm xấu trên livestream thế á. Thì mình cũng giải thích rồi đúng không, các bạn đọc rồi đúng không. Thì bây giờ mình sẽ giải thích lại cho những bạn mà chưa có đọc hay là chưa có biết hay là gì gì đấy. Okay. Thì là cái hồi đầu mình livestream á thì mình chưa có ai biết đến cả, và mình có rất là nhiều hướng để xây dựng hình ảnh. Các bạn biết đấy, có những người là chấp nhận là khoe thân, cởi áo, mặc áo hở rú hay là gì gì ấy, hoặc là mặc áo sexy để khoe. Mình chả có gì để khoe rồi thì mình không thể làm hình ảnh sexy được. Còn hình ảnh xinh đẹp á thì mình cũng có điều kiện. Các bạn biết là nghèo với ra tiền đâu mà suốt ngày quần áo xịn, xong rồi là trang điểm này kia. Thứ hai là để tự nhiên thì mình cũng không thể đẹp bằng người ta được. Có rất nhiều streamer xinh đẹp rồi, nên là mình chỉ có thể xây dựng hình ảnh theo kiểu là vui vẻ, thân thiện. Có gì mình nói đấy, mình không có giấu giếm hay mình không có làm màu làm mè, không có phốt phiết gì cả. Gần như là mình có gì mình show cái đấy luôn ấy. Mình nói chuyện rất là tự nhiên, thậm chí là các bạn thấy mình có thể là nói chuyện rất là thoải mái, không có để ý để tứ gì. Hay là, nhưng mà mình cũng không có bị vô, mình nghĩ là mình không bị vô duyên quá, hay là không có xúc phạm ai hay là gì là ok đúng không. Có những cái chuyện kiểu như là thỉnh thoảng kể những câu chuyện hề hề, như kiểu đi ẻ mất củ hay gì gì đấy, hay là những cái chuyện mà nó đời thường thôi thì mình vẫn kể. Thì mình cảm giác là cái lý do mà khiến cho mọi người thích xem mình là do mình thân thiện thôi. Thế thì mình thấy là cái cách xây dựng hình ảnh của mình cũng đúng, chả sao cả. Thế nhưng mà nó bị một cái là mình không có trao chuốt được hình ảnh. Các bạn biết là có rất là nhiều giai đoạn kiểu như là cái cam của mình bị xấu này, dốc từ trên xuống mặt mình to này, xong rồi là cái màu nó bị xỉ, cái màu nó cứ kiểu như là tối tối, lúc thì tối, lúc thì sáng quá, lúc thì cháy sáng này. Xong rồi là mình nói chuyện, mình kiểu như là mình không có giữ ý giữ tứ. Ví dụ mình giữ ý giữ tứ là mình sẽ ngồi như này, xong rồi mình sẽ kiểu nói chuyện mà ngậm mồm mà mình không có nói to đúng không. Nhưng mà đây là mình nói rất là to, mình nói thoải mái, mình nói vô tư thì để cho nó tự nhiên ấy các bạn. Chứ bây giờ lúc nào mà cứ nói một câu mà liếc sang bên này một cái để xem mình có xinh hay không á, không bao giờ nói chuyện tự nhiên được. Thế bây giờ mình chỉ có thể chọn một cái thôi. Đấy, thế là tự dưng người ta đăng cái bài lên để nói mình như thế. Xong rồi mình cũng rất là tò mò, mình cũng ấy, là mình cũng rất là cảm thấy tổn thương ấy. tại trời ơi, các bạn biết là dù sao thì cũng là con gái đúng không, ai cũng muốn xinh, ai cũng muốn đẹp cả. Mình thậm chí mình còn muốn đẹp hơn, mình còn muốn đẹp hơn cả người ta muốn mình đẹp nữa chứ, làm gì có ai muốn xấu má ơi. Chẳng qua là kiểu mình chỉ có thể chọn một, lúc ấy mình không có điều kiện để chọn cả hai. Ví dụ bây giờ mình đỡ rồi, bây giờ mình cũng làm việc lâu rồi, cái cách nói chuyện của mình nó cũng thoải mái rồi, mình không cần phải cố gắng nhiều quá nữa, thì mình có thể trau chuốt hình ảnh. Mình có thể thỉnh thoảng kiểu như là ví dụ cái cam nó xấu quá thì mình có thể đổi cam mới, hay là mình cảm thấy cái góc livestream của mình xấu quá mình đổi góc mới. Nhưng mà nghèo thì thôi bỏ đi, ý mình là không thể đổi hẳn một cái góc mới nó dễ như thế được. Nhưng mà mình có thể là sửa cái gì đấy hay là làm gì để cho nó đẹp hơn được. Chứ ngày xưa làm gì có điều kiện các bạn. Các bạn xem lại livestream của mình khoảng tầm mấy năm trước toàn ăn mì thôi, nghèo lắm.
Thế thì không có sinh được thì hơi không sao, kệ bà nó đi á. Thì chả kệ chứ làm nào, cũng chỉ tò mò vào đọc xem như thế nào thì thấy bị ẩn mất rồi. Không biết là xóa ảnh đấy là ẩn với mình, chắc ẩn với mình hay sao ấy. Mình không đọc được, mình không xem được. Xong rồi không đọc được thì thôi, cũng chả làm gì nữa. Với cả mình cũng làm lâu rồi, mình cũng cảm thấy là rất là dễ có những cái bình luận hay là có những cái comment mà người ta nói cho sướng người ta thôi, chứ người ta cũng chả có trách nhiệm gì để đặt mình vào vị trí của mình cả ấy. Đặt người ta vào vị trí của mình cả ấy. Lúc mà người ta nói, người ta đâu cần nghĩ là mình nói ra này, bà này bà đấy đọc được bài có buồn không nhỉ, chả ở nghĩ thế đâu đúng không. Bình thường mình lên mạng mình cũng không nghĩ thế đâu, nên là cũng chả trách được. Thì cái ảnh đấy nó cũng xấu thật. Xong rồi là không kệ thì làm được gì đâu, thật chứ gì nữa. Em chắc chắn 60% trong 10k reply đấy toàn những người dưng qua đường và hùa thôi, chứ người ta không ghi mãi đâu ạ. Rõ ràng mình không biết là cái người đấy có ghét mình hay cái gì, hay là cố tình công kích mình không, bởi vì là cắt cái đoạn xấu nhất của mình. Các bạn, tức là không phải xấu nhất mà là cắt cái lúc mà mình đang nói chuyện há mồm ra ấy các bạn, hiểu không? Và trong một cái livestream mà tóc mình rất là bù xù, mình công nhận là xấu thật. Nên là nếu mà cắt cái đấy vào thì bị chê là đúng thôi. Nhưng mà người ta cũng không thừa nhận cái khả năng gì, bất kỳ một khả năng gì của mình hết, bởi vì là cái cắt của người ta đặt là gì? Không biết tiêu chuẩn của idol bây giờ là gì. Đấy, tức là người ta không có công nhận mình là nói chuyện ok hay là mình livestream có gì hay hết, mà người ta chỉ đang nhìn đánh giá mỗi hình ảnh thôi. Mình ví dụ như mình có một cái vẻ ngoài xấu chẳng hạn. Mình ví dụ đấy thôi, là mình rất xấu chẳng hạn, xấu thật đi, xấu đau, xấu đớn đi. Nhưng mà nếu mà mình chơi game hay hoặc là mình nói chuyện ok thì ít nhất mình cũng cần phải được công nhận cái điều đấy chứ. Nhưng mà người ta cố tình đăng như thế để công kích mình mà, đúng không? Nhìn lên là vẫn hơi cay cay. Thứ hai nữa là đang kể chuyện này. Đấy là mình mở cái Q&A trên Instagram ra thì có một bạn ấy rep cái đấy. Bạn ấy có follow mình nhá. Có rất là nhiều người không follow mình khi mà mình để public và chỉ xem chùa thôi. Nhưng mà bạn ấy là có follow, chắc tại mấy hôm trước mình để, chắc tại đợt vừa rồi mình để private hay sao ấy. Thế sau rồi là bạn ấy trong tất cả rất là nhiều cái câu lời nhắn của mọi người, có bạn thì hỏi mình là dạo này chị có ổn không? Có rất nhiều bạn hỏi mình dạo này chị có ổn không? Chị có ok không? Chị đã khỏi bệnh chưa? Chị đã khỏe chưa? Có rất là nhiều kiểu như là em yêu chị quá, em quý chị quá, để kiểu ui thề luôn, có đúng một cái tin nhắn đấy là ngày xưa xem còn vui, giờ biến chất rồi, cứ làm ăn thế thì mãi flop thôi. Ai chê mình nhớ dài lắm các bạn. Ai chê mình nhớ từng câu từng chữ luôn. Thế xong rồi mình cũng tò mò à? Thì mình cũng không muốn đăng lên, tại vì mình không muốn là kiểu mọi người nhìn thấy những thứ tiêu cực, và cũng không muốn kiểu ai công kích bạn đấy hay gì gì, mà cũng chẳng công kích được, tại vì là làm gì có public được cái người hỏi đâu đúng không. Thế mình mới rep cái story đấy, mình mới hỏi bạn đấy là, mình hỏi rất là nhẹ nhàng luôn nha, mình thề luôn, mình không có ý định gì gì hết, bởi vì nếu mà mình muốn chửi bạn đấy là mình đã đăng lên và mình chửi rồi đúng không. Mình không nói gì hết, mình chỉ rep story thôi, tại vì mình biết là có nhiều người mà bị chê là sẽ rep nó công khai xong rồi chửi như này kia. Thế là mình mới rep, mình hỏi là mình biến chất gì thế bạn, mình hỏi là mình biến chất gì thế bạn, tại vì mình thấy là từ đầu đến giờ mình vẫn chưa hề hở rú hở giết gì, mình chưa khoe đích, chưa có tụt quần tụt áo cởi áo gì cả, mình chưa làm cái gì luôn á. Tính ra là mình chưa có, mình còn không quảng cáo game đánh bài, mình còn không cả quảng cáo kem trộn hay là thuốc giảm cân, mình không nhận bất kỳ một cái gì, mình đéo biết được mình biến chất cái gì luôn, thề luôn đấy. Cùng lắm thì là nói chuyện thoải mái hơn thì thỉnh thoảng có đôi ba câu nó hơi tục tĩu, ví dụ như là đấy, kiểu như là hở rú hở đích hay là vãi cất gì gì đấy thôi, nhưng mà thực ra mấy câu đấy mình vẫn nói từ đầu mà, thì mình không biết là biến chất cái gì. Xong mình kiểu mình không biết là, nhưng mà bạn ấy không trả lời, bạn ấy không dám đọc tin nhắn của mình luôn ấy. Và thực ra thì như mình nói đấy, đấy là mình có một cái kiểu đấy là ai mà nói cái gì sai về mình á, mình sẵn sàng đối chất luôn. Hoặc là nếu mà mình sai thật đó thì mình sẽ nhận, nếu là sai nhật thật thì mình sẽ nhận, còn nếu mà mình không sai thì mình sẽ hỏi lại là mình sai ở đâu để mình biết, chứ không có kiểu cứ nói tào lao thế được, không sao mà nói thế được. Thế xong rồi là mình hỏi bạn không trả lời mình luôn, mình vẫn thỉnh thoảng mình vẫn vào xem, mà check xem là bạn ấy đã xin chưa, không niềm xin, không trả lời, không nói gì cả. Thế mới khó chịu chứ. Thế xong ví dụ đi nói với người khác thế thì sao? Nếu mà ai đấy chê mình ở hồi đầu thì chắc là mình cũng buồn lắm, nhưng mà bây giờ mình cũng đỡ rồi, tại vì giờ này mình thấy mình xinh hơn. ý mình là lên stream cho mình mất xấu thôi, nhưng mà bên ngoài cho mình cũng đỡ rồi. Nhưng mà còn nhớ cái lần trước mình kể mọi người không, có một lần mình kể là mình đi sự kiện xong rồi mình bị về, mình đọc được một cái comment ai đấy chê mình, xong mình cắt màn hình, mình để màn hình điện thoại luôn ý. Không biết mọi người có nhớ câu chuyện đấy không, thì tại vì mình ngại nên mình không dám nói. Tức là mình có kể cho mọi người câu chuyện đấy nhưng mình không nói chi tiết là cái comment đấy là cái gì. Nhưng mà comment đấy chê mình xấu. Comment đấy chê mình xấu bạn ạ. Như mình nói đấy, hồi đấy mình không có điều kiện để chăm chút cái gì cả. Và mình đi sự kiện mình cũng, chắc là hôm đấy cũng do make up xấu nữa hoặc là gì gì đấy. Nhưng mà có một người comment chê mình, có comment chê mình xấu. Và có đấy, thế là mình mới
backup lại màn hình, mình chụp lại xong mình để màn hình điện thoại để mình để mình tra tấn bản thân vậy á. Mình để màn hình điện thoại để mỗi lần mình nhìn vào đấy để mình kiểu như là cảm thấy là đấy mình bị chê đấy, mình phải cố lên ấy. Thì hồi đấy là mình như thế. Còn bây giờ bị chê thì chê cái gì đúng thì mình cũng sẽ phải ghi nhớ lại để mình thay đổi thôi. Còn nếu mà chê cái gì sai thì chả có mẹ gì mà phải sợ hết á. Bóc phốt con trai cưng từ vị trí con ghẻ. Kể cho mọi người nghe một chuyện. Thằng Hưng nhà mình nó vừa kết thúc cái kỳ quân sự chục ngày xong rồi nó về. Thì câu chuyện nó là cái hôm trước hôm nó về, một hôm ấy mẹ mình cứ sốt ruột bảo là không biết là mai thằng Hưng nó về sáng hay là về chiều để còn nấu cơm cho nó ăn. Không biết là nó muốn ăn món gì để nhắn tin hỏi xem mà nó ăn cái gì nhớ. Đấy xong mình bảo là đấy mẹ nhắn tin hỏi nó xem mà nó thích ăn cái gì nấu cho nó ăn. Rồi mẹ mình bảo là hoạt động 18 giờ trước. Đó có thấy nó hoạt động 48 phút trước mà. Đâu đây này 18 giờ trước này đó. Ồ hóa ra là nhắn tin qua Zalo. Xong mình bảo sao mẹ nhắn tin với nó qua Zalo? Không biết được. Tao không nhắn tin được cho nó qua Facebook. Xong rồi mình mới biết là thằng Hưng nhà mình ủi kết bạn với cả mẹ mình trên Facebook. Bảo sao mà mẹ mình nhắn tin với nó qua Zalo, gọi qua Zalo, tất cả mọi thứ qua Zalo luôn. Xong rồi thấy thằng Hưng nó mới chụp cái ảnh mẹ mình nhắn tin cho Hưng hỏi xem nó ăn gì để mẹ nấu ấy. Nó đăng lên story kiểu con trai cưng của mẹ. Thế mình mới comment mình bảo là nhưng mà vẫn unfriend mẹ trên Facebook. Xong nó bảo là em block mà chưa có unfriend đâu. Em block mà chưa có unfriend đâu. Má nó mất dậy chưa? Mà các bạn biết gì không? Nó toàn để avatar chụp ảnh với mẹ thôi. Nó kiểu như là mẹ đúng là mấy cái thằng con trai mất dậy, mấy cái thằng chat boy. Nó lên mạng nó tỏ vẻ là con trai ngoan của mẹ nhá. Nó để avatar chụp ảnh với mẹ này. Đấy xong rồi nó đăng story tin nhắn với cả mẹ này. Xong rồi nó thể hiện là nó là một thằng con trai ngoan, yêu mẹ, thương mẹ. Xong rồi nó block mẹ vãi tờ trưởng. Bảo sao mà mẹ mình nhắn tin với cả nó qua Zalo. Tiết chịu ấy. Hôm nay cả nhà đang ăn cơm. Thôi mày là không nó về muộn thì cả nhà mình cũng dọn cơm ra rồi. Buổi tối á, xong rồi là nó về sau, nó mình ngồi xuống ăn cơm. Đang ăn thì mẹ mình bảo thằng này bấm lỗ tai. Ồ hóa ra là nó bấm một cái lỗ tai ở đây. Đấy xong rồi nó cứ cười xong rồi mình với cả chị Hằng bảo đâu mày quay đây xem nào. Thì là hôm nay nó mới xỏ thêm một cái khuyên tai. Xong rồi nó cứ cười tủm tỉm. Xong rồi mình bảo là mày mọc thêm một cọng lông mẹ còn biết chứ nói gì đến cả lỗ tai. Đúng đến cả bấm cái khuyên tai đấy. Hôm nay nó đi xỏ cái khuyên tai đây này. Mà mẹ mình thì để ý nó lắm tại vì nó có mỗi thằng con trai mà để ý là để ý ngày xưa. Các bạn biết là ngày xưa mình đây mình cho mọi người xem cái khuyên tai của mình nhá. Ba cái khuyên này, cái khuyên ở trong này thì là mình mới xỏ gần đây cũng được khoảng tầm chắc là được 1 năm hay là gì đấy. Đại khái là mình xỏ lúc mà mình stream thôi. Còn cái khuyên này nhá, cái khuyên này này với cả cái khuyên này này, hai cái khuyên này với cả khuyên này là mình xỏ từ cái hồi mình học lớp 10. Nhưng mà lúc đấy mẹ mình không biết luôn, tại vì mình là con gái, một là mình là con gái, hai là mình rất là hay thả tóc che tai á, tại vì mình cũng sợ bố mẹ nhìn thấy. Đấy, thế là mình hay thả tóc che cả tai đi. Xong rồi mẹ mình thì cũng không phải để ý nên là đến cái tận năm mà mình đi học trên này, tức là mình đi học mình học xong cấp 3 rồi, mình đi học ngoài này, mình đi làm rồi, có lần về bố mình bảo là sao mình xỏ nhiều khuyên tai thế. Tức là lúc đấy kiểu tức là mình xỏ rất là lâu rồi mà bố mẹ mình không biết luôn ấy. Nhưng mà tao Hưng nó xỏ phát về mẹ mình phát hiện ra ngay. Mình với chị Hằng cứ ngồi trêu. Thế là mẹ mình mới bảo Hưng là thôi tháo ra đi. Không ai để như thế cả, người ta đánh giá là người không đàng hoàng, không tử tế. Cái mình đang nhai miếng cơm mình nhột quá, mình quay ra mình hỏi là thế ý mẹ là con không tử tế à? Con không đàng hoàng à? Xong rồi mình trêu mẹ mình á, tại vì mình còn nhiều khuyên tai hơn cả Hưng nữa. Xong rồi mẹ mình bảo là con gái nó khác. Thế là mẹ mình cứ bảo Hưng là tháo khuyên tai ra. Còn mình thì không sao cả, tại mình là con gái á các bạn. Mẹ mình ở đấy, mẹ mình bảo là con gái nó khác. Mình làm cái nghề này cũng dễ được thông cảm hơn ấy. Xong rồi mình còn xỏ khuyên, mình còn nhuộm tóc các thứ rồi. Chứ thằng Hưng nhà mình thì mấy lần mình cứ trêu là Hưng đi nhuộm tóc đi. Cái mẹ mình toàn bảo toàn gàn thôi, toàn bảo không nhuộm thôi. Mình bảo là muốn nhuộm thì cứ nhuộm thử đi ấy. Mình thì lại ủng hộ cái việc là sống để thử một lần cho biết không hư hỏng gì là được. Tại vì bây giờ cái việc xỏ khuyên ấy, cái việc nhuộm tóc nó rất là bình thường. Nó không phải là cái gì mà hư hỏng quá đúng không? Nên là nhuộm thì cũng ok thôi. Thử một lần không hư hỏng gì đâu mà nghiện á. À xong rồi hôm nọ mình lại còn bảo mẹ mình là cái vết bao giờ thì được mổ cái này, lấy cái này ra nhỉ? Tại vì mình có một cái buồng tiêm ở đây này. Đấy thì mình hỏi mẹ mình là không biết là bao giờ được mổ lấy cái này ra để cho nó lành, con đi xăm. Xong rồi mình mới trêu mẹ mình là con đã chọn hình để xăm ở đây rồi đấy. Xong mẹ mình bảo là thế là mình kiểu hay nói ý thế để xem là mẹ mình phản ứng như thế nào ấy. Mình bảo là con có chọn hình để xăm ở đây rồi. Xong mẹ mình bảo là xăm một bông hoa hồng vào đấy. Xong mình sốc luôn mà. Tại vì là mình nghĩ là mẹ mình sẽ bảo là thôi xăm làm gì hay là gì đấy. Nhưng mà mẹ mình còn bảo là xăm bông hoa hồng vào đấy. Xong mình kiểu ủa vãi ở trường. Xong mình kiểu ngạc nhiên vãi. Nhưng mà đúng lúc mẹ mình bảo là xăm bông hoa hồng vào đấy thì có điện thoại. Thế là mẹ mình chuẩn bị nghe điện thoại thì mình mới trêu là hôm qua xăm con cá chép om dưa ở đấy. Rồi mẹ mình không nói gì nữa tại vì mẹ mình phải nghe điện thoại. Nhưng mà kiểu bị sốc, mình bị sốc bởi vì không nghĩ là
không nghĩ là gì nhỉ, không nghĩ là mẹ mình lại còn ủng hộ, không những là ok với việc mình đi xăm, tức là không những là chấp nhận nó mà còn ủng hộ, mà còn chọn cả hình như mình luôn, còn bảo mình là xăm bông hoa hồng ở đấy. Xong mình kiểu bị sốc quá trường, chắc là hôm nào làm bông hoa hồng ở đây thiệt á. Hình ảnh con ghẻ đang kể chuyện đó. Cay, ê, lêu lêu cay. Nữ chính ngôn tình kể chuyện nhưng không ai chịu tin. Chị học lương tài á? Ngày xưa thì mình cũng học trường lương tài 1 hồi cấp 3 đúng không? Hy vọng là không có bạn nào cấp 3 của mình xem được video này, à xem được cái đoạn này, như để mình còn bốc phét nữa. Vãi cả. Thì hồi cấp 3 á, mình rất là dễ thương các bạn. Mình đi học mình kiểu như là mình tỏa ra một cái hào quang của nữ chính ngôn tình, các bạn hiểu không? Nếu không hiểu mày ngu. Các bạn không thể hiểu được, mình chỉ có thể mô tả được cho các bạn hiểu thôi. Thì ngày xưa mình đi học á, trông mình rất là... Thật ra thì không phải, thật ra thì mình là một đứa hướng nội nên là mình ít nói. Mình ít nói nên là tự dưng một người ít nói thì người ta có nhiều cái sự tự tin, à tự ti ấy nhá. Có nhiều cái sự tự ti ấy, nhưng mà bề ngoài thì trông rất chảnh chó. Bởi vì là mình hướng nội nên là mình không hay nói. Mình đi học mình cũng nói ít lắm, mình cũng cười ít lắm, mình cũng kiểu như là lặng lẽ Sapa thôi. Nhưng mà bởi vì là nếu mà người bên ngoài mà nhìn vào thì trông mình rất là chảnh, trông mình rất là kiểu vai nữ chính ngôn tình, hiểu không? Trông đấy trông ngầu lắm. Thì nữ chính đắt mà. Trời ơi. Chỉ là nữ chính này hơi nhiều nam chính thôi chứ không có gì hết. Thì bây giờ mình đang kể ở góc độ các bạn buồn cười nhỉ. Thế bây giờ đang ở cái góc độ là các bạn nhìn mình như là mình tua lại cái đoạn mình đi học cấp 3 thì nhìn nó giống như là một cái bộ phim ấy, thì mình chả nữ chính ngôn tình gì nữa, cãi gì rồi giỏi cãi thì là có nghe không? Cái này với 2K2 cái nào đáng tin hơn nào? Cái này nói thật không đùa đâu. Từ từ để xem được kể chuyện gì đã nào. Ngày xưa đi học có chuyện gì để kể nhỉ? Thì nói chung là mình cũng học hành cũng bình thường, không phải là top 1 server, không phải là quá giỏi, cũng không phải là quá dốt, cũng không có nghịch ngợm gì lắm. Nói chung là cuộc sống của mình nó cứ nhàng vậy á. Anh tưởng ngày xưa vừa ngáo vừa hay xạo chó. Điến à, tào lao, có hồi đấy còn chả nói chuyện với ai. Người ta nhìn vào sẽ thanh niên nghiêm túc không? Không thật mà. Nếu mà một mình nói như vậy thì các bạn có thể không tin, nhưng mà đợt trước có một bạn đấy vào livestream ở đây confirm rồi mà. Trời ơi, bây giờ làm sao để có thể cắt được lại cái đoạn cái comment đấy để show cho mọi người xem. Nhưng thực sự là hôm đấy mình đang vào một cái buổi livestream vào một ngày đẹp trời á, mình đang livestream. Sau có một bạn đấy vào, bạn ấy bảo là ngày xưa thích ngắm mình. Sao nhỉ? Kiểu bạn ấy bảo là ngày xưa học cấp 3 với mình, bạn ấy học dưới lớp mình và bạn ấy thích ngắm mình, thích nhìn đến mình, thích ngắm mình á. Mình không thể tả được các bạn. Mình không thể tả được hồi đấy tóc mình dài. Trông mình cũng dễ thương. Đấy. Xong rồi mình phải chạy, mình là có chạy nên mình sẽ tán mình quá. Mình không biết tả sao nữa, bây giờ mình không biết là sẽ kể cho các bạn nghe chuyện gì. Hồi đấy thì mình có rất là nhiều người thích. Không phải quá nhiều nhưng mà mình nghĩ là cũng nhiều. Em thích chị, em yêu chị à? Trời ơi, chị còn yêu chị nữa là I remember that. Điều ơi, điều làm gì kia, thằng Mạnh nó bảo là nó nhớ kìa. Hôm đấy đang không có seeding, seed đủng gì hết. Nó tự vào mà, trời ơi, mình mà seeding thì mình phải seeding lúc nào view cao chứ không mất tiền thuê seeding rồi mà. Thuê cái lúc đang chơi game view thì thấp, thuê làm gì nữa. Rồi đó, hôm đấy có bạn vào comment thật mà. Xong rồi hôm đấy, cái hôm mà mình đăng story lên á, mình đăng cái ảnh gì hồi mình cấp 3 ấy. Xong rồi có một bạn đấy còn rep story, bạn ấy bảo là hồi đấy có trai lớp bạn ấy thích mình mà. Tức là biết là hùa thôi. Nhưng mà cũng phải gì người ta mới hùa chứ, đầy người còn không được hùa mà, đúng không? Đúng. Thì ví dụ như là thấy chị nào xinh xinh cái là bọn có trai nó rủ nhau ra để ngắm cái người đấy. Chẳng hạn thế thì ngày xưa mình được ngắm đấy. Đấy, thì nhưng mà mình biết là kiểu hùa tôi có thể một lúc người ta ngắm nhiều người, nhưng mà ít nhất thì mình được ngắm là được rồi. Dù sĩ. Nữ chính ngôn tình người ta tầm này cưới chồng tổng tài, sống biệt thự 7749 tầng, ngày tắm trong tiền rồi chị à, ai ấy chẳng với chơi như chị đâu. Trời ơi, các bạn phải hiểu là đến cái đoạn đấy nó hết. Các bạn biết là phim bây giờ nó cũng chỉ khoảng tầm 16-20 tập thôi đúng không? Nó chỉ chiếu đến một cái đoạn nào đấy thôi, các bạn chưa hết biết hết được cái kết cục của nó như nào thôi. Thì chẳng may mình là nữ chính trong một cái bộ phim mà nó không có happy ending thôi. Đầu ví dụ happy ending của người ta là cưới tổng tài, cưới trai đẹp, cưới kiểu như là con nhà tài phiệt này kia đúng không? Mình thì không, các bạn hiểu là người thích mình thì cũng chả phải là con nhà tài phiệt gì, cũng bình thường thôi. Nhưng mà phim của mình nó cũng không được ngầu đến cái mức độ đấy ấy. Mọi người có hỏi mình là có buồn không thì xin thưa là buồn chết mẹ chứ đụng có sao không trời. Hi.